quý vị, trong phong tục của chúng ta, mỗi dịp Tết chúng ta đều hướng về bàn tổ tiên. Và bây giờ xin mời quý vị hướng về để tưởng niệm về tổ tiên và cũng như là những người đã khuất. Xin quý vị im lặng để chúng tôi bắt đầu làm lễ tổ tiên. Thank you.
vừa rồi là lễ vật thần tượng tiên. Và xin kính thưa quý vị, để bắt đầu đêm hội xuân Nhâm Thìn, chúng tôi xin kính mời quý quan khách ổn định. Và kính thưa quý vị, trong mỗi mùa xuân, năm nay hội Âu Hình có những cái mới, đó là một hội trường mới, trang nhã và rất dễ thương. Và kế tiếp là hội Âu Hình cũng vừa có một ban tân ban tổ chức, tân ban chấp hành. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đón chào lời cảm tạ của tân chủ tịch của hội Âu Hình, Lưu Thanh Sơn. Kính thưa quý vị văn khách, quý đồng hương và anh chị em hội viên thân mến, chúng tôi xin đại diện hội người Việt tại Âu Phần Anh Đại Đen kính chúc quý vị một mùa xuân Nhâm Thìn thật đầm ấm, vui tươi và luôn hạnh phúc, gặp mọi điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Kính thưa quý vị, chúng ta bây giờ đang sống trong những ngày đầu xuân Nhâm Thìn và cùng niềm vui với quê hương dân tộc. Hội người Việt tị nạn tại Âu Phần Anh Đại Đen chúng tôi tổ chức đêm hội xuân để tưởng nhớ tổ tiên ông bà, đồng thời tạo điều kiện để đồng hương họp mặt hàn huyên tâm sự sau một năm nở mây xứ lạ quê người. Cũng cảm ơn tất cả các quý đồng hương xa gần bỏ chút thời gian đến thăm hội xuân hôm nay. Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những giây phút vui tươi, ấm cúng, khoe khỏa trong năm tháng tuyệt vời. Thân ái kính chào. Và kính thưa quý vị, vừa rồi lời phát biểu cảm tạ của chủ tịch của hội Âu Phần